chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2021. Công ty trách nhiệm hữu hạn OTD Việt Nam vừa ra mắt bộ sản phẩm Hito và Hito A cộng hỗ trợ tăng trưởng chiều cao cho trẻ. Bộ đôi sản phẩm Hito và Hito A cộng được nghiên cứu với thành phần chính là canxi hữu cơ từ xương lưng cá tuyết nhập khẩu Nhật Bản và bộ đôi vitamin D3, vitamin K2 giúp trẻ hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhiều giai đoạn phát triển, đặc biệt bào chế dạng viên tiện dụng và dạng cốm thơm ngon sẽ kích thích trẻ thèm ăn. Những cái thành phần này là rất là phù hợp để cho tạo ra cái chất khoáng của xương và nó có thể dùng cho từ trẻ nhỏ cho đến người lớn, người trưởng thành và người già sau này để giúp cho phát triển xương. Bộ đôi Hito và Hito A cộng đã được Bộ Y tế kiểm duyệt và cấp phép lưu hành trên cả nước.